Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả của kênh Code Channel. Rất cảm ơn quý vị đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới ngày hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 8. Xin kính chúc quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tin Canada với những tin tức đáng chú ý sau đây. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát lại gia tăng. Nhà ở có phải là vấn đề của chính phủ liên bang hay không? 75% người dân Canada đã có miễn dịch với Covid-19. Người Canada đang bị nghiền nát bởi một cuộc khủng hoảng nhà ở. Liệu cho thuê short-term trên Airbnb có đang góp phần làm cho cuộc khủng hoảng này thêm trầm trọng? Giáo viên tiểu học và trung học ở tỉnh bang Ontario sẽ tổ chức bỏ phiếu đình công. Nước tăng lực Monster bị thu hồi ở Canada cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý để ủng hộ cho kênh. Rất mong quý vị nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mở đầu bản tin xin được cập nhật về tình hình thời tiết. Canada có thể ghi nhận nhiệt độ 40 độ C lần đầu tiên trong năm vào chiều ngày thứ hai hôm nay. Các khu vực của Canada đang chuẩn bị cho một đợt nắng nóng có khả năng xảy ra vì nhiệt độ dự kiến sẽ tăng vọt lên gần mốc 40 độ C ở một số vùng. Mặc dù Canada vẫn chưa đạt đến mốc nhiệt độ này trong năm 2023 cho đến nay, nhưng một áp suất cao hình thành trên phía tây của Canada có khả năng mang lại nhiệt độ thiêu đốt từ thứ hai đến thứ tư. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Metro Vancouver, thung lũng Fraser Valley, Howe và Whistler ở tỉnh bang BC, nơi nhiệt độ có thể tăng cao hơn mức trung bình theo mùa, điều làm cho đợt nắng nóng này trở nên bất thường là sẽ không chỉ có nắng nóng khô, sẽ có hơi ẩm Thái Bình Dương kéo dài, có thể dẫn đến tình trạng oi bức trong suốt sự kiện ở nội địa phía nam của tỉnh BC, cụ thể là Osoyoos nhiệt độ có thể vượt quá mốc 40 độ C, đạt mức tối đa là 41 độ C vào thứ ba này. Đợt nắng nóng dự kiến sẽ giảm bớt khi sườn núi phẳng dần vào cuối tuần, mang lại nhiệt độ theo mùa mát mẻ hơn vào cuối tuần. Nhiệt độ ấm nhất được ghi nhận ở Canada từ đầu năm đến nay là 39,8 độ C ở Edgecombe của tỉnh bang Alberta. Với khả năng nhiệt độ cao như vậy, các nhà chức trách cảnh báo mọi người đề phòng các bệnh liên quan đến nhiệt và hãy giữ đủ nước. Điều quan trọng là phải lưu ý đến các triệu chứng như là sưng tấy, phát ban, chuột rút, cất xỉu, kiệt sức vì nóng và say nắng, đặc biệt đối với những người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn. Ở tỉnh bang Ontario, tuần mới bắt đầu yên ắng hơn trên khắp miền nam của tỉnh bang Ontario sau khi những cơn giông bão lớn và mưa đá ập đến khu vực này. Tuy nhiên, một hệ thống áp suất thấp dự kiến là sẽ di chuyển về phía nam của ngũ đài hồ, mang theo mưa và giông bão trong nửa đầu tuần. Mưa sẽ chuyển đến phía tây nam của tỉnh bang Ontario vào tối thứ hai hôm nay và lan sang các khu vực của đại đô thị Toronto vào cuối đêm thứ hai, tiếp tục sang ngày thứ ba. Mặc dù có thể có dông bão trong mưa, nhưng những cơn bão này được cho là sẽ không gây ra mối đe dọa đáng kể nào ngoài lượng mưa lớn và khả năng có sét đánh. Mưa được dự báo sẽ tiếp tục vào thứ ba, di chuyển vào phía đông Ontario đến hết buổi chiều và giảm dần vào sáng thứ tư. Thứ ba dự kiến sẽ chủ yếu là mưa mưa dài dẳng nhất có thể sẽ xảy ra dọc theo bờ hồ Erie, tỉnh bang Ontario và phía nam của Huron. Mưa trên diện rộng 10-20mm dự kiến sẽ kéo dài đến hết thứ tư, có khả năng là lên tới 40mm ở một số khu vực cực Tây Nam. Điều kiện khô hơn được dự đoán cho thứ tư, tuy nhiên một hệ thống áp suất thấp được dự báo là sẽ di chuyển qua khu vực này vào thứ năm, có khả năng gây ra nhiều mưa hơn nữa và bão mạnh hơn dự kiến sẽ không có nhiệt độ ổn định trong vài tuần tới. Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Tại thành phố Montreal thì sẽ có thời tiết nắng và mưa xen kẽ trong tuần này. Thứ hai ở Montreal có nắng và mây xen kẽ với nhiệt độ khoảng 30 độ do độ ẩm. Chỉ số UV được đặt là số 8 được coi là rất cao. Qua đêm thì nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống mức 15 độ C. Thứ ba có 60% khả năng có mưa vào buổi chiều với nhiệt độ cao là 23 độ C, nhưng có thể chúng ta sẽ cảm thấy giống như là 28 độ C với độ ẩm. Dự kiến sẽ có nhiều mưa rào hơn vào buổi tối với nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C. Thứ tư sẽ tiếp tục với thời tiết ẩm ướt và nhiệt độ cao 24 độ C. Thứ năm thì được dự báo là nắng với nhiệt độ cao 27 độ C. Mưa dự kiến sẽ quay trở lại vào thứ sáu với mức cao là 20 độ C. Cuối tuần dự kiến sẽ ấm hơn và khô hơn, với cả thứ bảy và chủ nhật được dự báo là có nắng và mây đan xen và nhiệt độ cao nhất là 27 độ C. Chuyển sang miền Tây của Canada, thành phố Calgary đang dưới cảnh báo nhiệt. Người dân Calgary và phần lớn miền Nam của tỉnh bang Alberta đang chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng trong tuần này. Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã đưa ra cảnh báo về nắng nóng. Dự báo là nhiệt độ sẽ tăng trên 30 độ C với mức giảm hạn chế vào ban đêm. Và thứ hai cao nhất là 32 độ C, thấp nhất là 14 độ C qua đêm. Thứ ba, cao 33 độ C và thấp là 15 độ C qua đêm. Còn thứ tư, nhiệt độ cao lên mức khoảng 29 độ C. Thứ năm thì nhiệt độ cao khoảng 33 độ C. Thứ sáu, dự kiến là sẽ có mưa kéo dài đến cuối tuần. Đợt nắng nóng trùng với tình trạng hạn hán đang diễn ra ở nhiều khu vực của tỉnh bang Alberta khiến cho một số quận tuyên bố thảm họa nông nghiệp do điều kiện khô hạn và khắc nghiệt ảnh hưởng đến mùa màng. Pincher Creek, Foothills County Vulcan County và MD of Willow Creek nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng. Người dân và du khách ở những khu vực này nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi các bệnh liên quan đến nhiệt. Các khuyến nghị bao gồm sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời vào thời điểm mát mẻ hơn trong ngày, thường xuyên tránh nóng, uống đủ nước và hãy thận trọng với trẻ em và vật nuôi trong xe. Lưu ý là tuyệt đối không để lại trẻ em hay là vật nuôi bên trong xe. Khi nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C ở tỉnh bang BC, những người ủng hộ nhà ở kêu gọi hãy giới hạn nhiệt độ trong nhà cho thuê. Những người ủng hộ những người thuê nhà ở tỉnh bang British Columbia đang thúc giục xem xét việc thiết lập nhiệt độ tối đa trong nhà cho thuê để bảo vệ những người thuê nhà dễ bị tổn thương khỏi sức nóng nguy hiểm. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh một đợt nắng nóng bao trùm phần lớn của tỉnh bang BC, làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của người dân đặc biệt là sau sự kiện máy vòm nhiệt chết người vào năm 2021. Trong khi các thành phố đã thiết lập các quy định về nhiệt độ tối thiểu mà các đơn vị cho thuê phải có khả năng duy trì, không có quy tắc nào về mức độ nóng của một ngôi nhà được phép đạt được. Những người ủng hộ lập luận rằng, với nhiệt độ ngày càng tăng do khủng hoảng khí hậu, điều quan trọng là phải thiết lập các quy định về nhiệt độ tối đa để ngăn ngừa thương tích và tử vong liên quan đến nhiệt ở những người thuê nhà. Trong đợt nắng nóng năm 2021, hơn 600 người đã chết ở tỉnh bang BC do nhiệt độ khắc nghiệt vượt quá mức 40 độ C ở một số khu vực. Phần lớn những trường hợp tử vong này là người già và những người dễ bị tổn thương trong các tòa nhà không có máy điều hòa. Một số thành phố đang xem xét những thay đổi tiềm năng đối với mã xây dựng hoặc là quy định để giải quyết nhiệt độ trong nhà. Những người ủng hộ đề xuất cho rằng các chuyên gia nên cung cấp hướng dẫn cho người thuê nhà và chủ nhà về tiêu chuẩn nhiệt độ hợp lý. Trong quý đầu tiên của năm tài chính hiện tại, tỉnh bang Ontario đã chi tiêu nhiều hơn khoảng 766 triệu đô la so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, trưởng vọng tài chính tổng thể của tỉnh vẫn như cũ vì phần lớn khoản chi tiêu bổ sung này được rút ra từ các quỹ dự phòng. Bản cập nhật tài chính gần đây do Bộ trưởng Tài chính Peter Bethlen cung cấp vẫn giữ mức dự báo thâm hụt cho năm tài chính 2023-2024 ở mức 1,3 tỷ đô la như đã vạch ra ban đầu trong ngân sách mùa xuân. Mặc dù cả doanh thu và chi phí phần lớn đều phù hợp với dự đoán của ngân sách, nhưng khi xem xét kỹ hơn các khoản chi phí cho thấy khoảng 766,6 triệu đô la chi tiêu cho chương trình mới. Khoảng một nửa khoản chi này được dành cho việc phát triển đất công nghiệp cho sản xuất quy mô lớn. Số tiền còn lại được phân bổ cho các lĩnh vực khác nhau như là chính sách, sáng kiến chống lũ lụt ở Toronto, nỗ lực xây dựng nhà ở giá rẻ ở Ottawa và hỗ trợ cho lĩnh vực rượu vang ở Ontario. Đáng chú ý là một phần đáng kể trong số 766,6 triệu đô la chi tiêu mới đã được rút ra từ quỹ dự phòng. Ngân sách ban đầu đã phân bổ 4 tỷ đô la cho quỹ này. Quy mô của các quỹ dự phòng đã thu hút sự chỉ trích từ cơ quan giám sát tài chính của tỉnh bang Ontario vì những lo ngại về tính minh bạch trong hình thức kế toán này. Các giáo viên tiểu học và trung học ở tỉnh bang Ontario sẽ tổ chức bỏ phiếu đình công Liên đoàn giáo viên tiểu học và trung học ở tỉnh bang Ontario, gọi tắt là ETFO. Công đoàn đại diện cho các giáo viên tiểu học ở tỉnh bang Ontario đã thông báo có ý định tổ chức bỏ phiếu đình công sau khi các cuộc đàm phán với chính phủ Ford không đạt được tiến triển đầy đủ. Công đoàn đã bày tỏ sự thất vọng với việc chính phủ từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận có ý nghĩa về các vấn đề chính như là tiền lương, thực hành tuyển dụng, điều kiện làm việc và quy mô lớp học. Chủ tịch của Liên đoàn Giáo viên Tiểu học và Trung học ETFO là bà Karen Brown tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của Liên minh đã hết. Công đoàn có kế hoạch tiến hành các cuộc họp trực tiếp trên khắp tỉnh bang Ontario từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 để tiến hành bỏ phiếu đình công và giải quyết các vấn đề còn đang thương lượng. Chính phủ Ontario thì khẳng định rằng họ đã đưa ra nhiều ngày đàm phán hơn cho các công đoàn giảng dạy so với những ngày được chấp nhận trong mùa hè và bày tỏ sẵn sàng gặp gỡ hàng ngày chính phủ lập luận rằng các cuộc đình công là không cần thiết và có thể gây lo lắng cho phụ huynh theo luật thương lượng tập thể của tỉnh bang ontario để đình công xảy ra thì cả công đoàn và người sử dụng lao động phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể bao gồm tiến hành bỏ phiếu đình công trong đó đa số thành viên phải bỏ phiếu đồng ý ủng hộ hành động các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa công đoàn giáo viên và chính phủ đã được theo dõi chặt chẽ khi năm học mới đang đến gần và không có công đoàn giáo viên lớn nào cho thấy họ sắp đạt được thỏa thuận vào thời điểm này. Nghĩa Trang và nhà quàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp chuyện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Oxford Properties Group đã công bố kế hoạch tái phát triển trị giá 28 triệu đô la cho trung tâm mua sắm Yorkdale của Toronto. Việc tái phát triển sẽ tập trung vào hành lang chính và khu ẩm thực của trung tâm mua sắm và nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng từ các thương hiệu cao cấp về mặt bằng bán lẻ cao cấp. Việc cải tạo hành lang chính dự kiến sẽ thu hút các thương hiệu được săn đón nhiều, bao gồm cả một số thương hiệu lần đầu tiên thâm nhập vào thị trường Canada. Ngoài ra thì khu ẩm thực Dion 3 sẽ được thay đổi để có thêm chỗ ngồi và thêm chín nhà hàng mới. Trung tâm mua sắm cũng chuẩn bị chào đón các nhà bán lẻ mới như là Dolce Cabana, Ralph Lauren, Kulin và Annin Bing. Các nhà kinh tế dự đoán là lạm phát lại gia tăng khi cuộc chiến tăng giá bước vào giai đoạn mới. Các nhà kinh tế đang dự đoán rằng báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI tuần này ở Canada sẽ cho thấy lạm phát tăng trở lại trong tháng cho thấy sự đảo ngược tiến độ đạt được trong năm qua trong việc kiểm soát lạm phát. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã giảm xuống mức gần ở mức mục tiêu của đất nước vào tháng 6, đạt mức 2,8% lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2021. Tuy nhiên, các nhà kinh tế dự đoán sự suy giảm này sẽ diễn ra trong thời gian ngắn vì áp lực giá cơ bản cho thấy lạm phát sẽ mất thời gian để đạt được mục tiêu 2%. Cả Bank of Montreal và CIBC đều dự đoán rằng lạm phát trong tháng 7 sẽ ở mức 3,1%, phần lớn là do giá xăng cao hơn. Sự gia tăng lạm phát này theo xu hướng tương tự ở Hoa Kỳ, nơi tỷ lệ hàng năm đã tăng lên 3,2% trong tháng trước. Bất chấp những dự đoán hiện tại, các ý kiến khác nhau về việc liệu ngân hàng trung ương có tiếp tục tăng lãi suất nữa hay không. Một số nhà kinh tế như là Douglas Porter từ Bank of Montreal tin rằng, với những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng gần đây, việc tăng thêm lãi suất có thể là không khôn ngoan. Tuy nhiên, các nhà kinh tế khác, chẳng hạn như là Andrew Graham từ CIBC, thì lập luận rằng ngân hàng trung ương có thể lựa chọn một đợt tăng lãi suất khác nữa để giải quyết những lo ngại về lạm phát và đưa lạm phát về mức mục tiêu nhanh hơn. Quyết định lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương Canada được lên kế hoạch là vào ngày 6 tháng 9 tới nay. Cuộc khủng hoảng nhà ở tại Canada đặc trưng bởi giá nhà tăng vọt. Tiền thuê nhà tăng và tình trạng thiếu nhà ở đã trở thành mối quan tâm chính trị lớn đối với Đảng Tự do Liên bang. Giới trẻ Canada ngày càng bi quan về triển vọng sở hữu nhà ở của họ và vấn đề này đang trở thành mối đe dọa đối với sự ủng hộ của chính phủ đương nhiệm. Đảng Bảo thủ đã chỉ trích Đảng Tự do về tình trạng của thị trường nhà ở, nêu bật sự gia tăng mạnh mẽ của giá nhà, tiền thuê nhà và lãi suất. Các chuyên gia cho rằng chính phủ cần có hành động quyết liệt hơn để giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở, bao gồm điều chỉnh tốt hơn chính sách nhập cư với nhà ở và cải cách luật thuế để khuyến khích phát triển cho thuê. Chính phủ liên bang được cho là đang lên kế hoạch các bước hợp tác với các cấp chính quyền khác, khu vực tư nhân và khu vực phi lợi nhuận để xây thêm nhà ở. Nhà ở và cơ sở hạ tầng đã được kết hợp thành một danh mục đầu tư dưới sự bổ nhiệm của nội các mới, báo hiệu khả năng tập trung vào chính sách nhà ở. 75% người dân Canada đã có miễn dịch với COVID-19, Lực lượng đặc nhiệm miễn dịch COVID-19 CITF đã tiến hành một nghiên cứu gần đây về mức độ phổ biến của khả năng miễn dịch COVID-19 ở người dân Canada. Theo nghiên cứu, tính đến tháng 3 của năm 2023, ước tính có khoảng 3 phần 4 người dân Canada đã phát triển khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phân tích các mẫu máu để theo dõi các xu hướng liên quan đến virus. Các nhà nghiên cứu đã chia thời gian nghiên cứu thành 3 giai đoạn tiền tiêm chủng tức là từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 11 năm 2020. Giai đoạn thứ hai là triển khai vaccine từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021 và các đợt biến thể Omicron từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 của năm 2023. Các phát hiện cho thấy rằng trong hai giai đoạn đầu của đại dịch, chỉ một tỷ lệ nhỏ người Canada có bằng chứng về việc nhiễm SARS-CoV-2 trước đó trong máu của họ. Vào tháng năm 2020, thì chưa đến 0,3% người Canada có dấu hiệu nhiễm bệnh trước đó. Con số này đã tăng lên 9% vào tháng 11 năm 2021. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng cao ở Canada, biến thể Omicron rất dễ lây lan đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp nhiễm bệnh. Tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng lên 47% vào tháng 6 năm 2022 với mức tăng hàng tháng là 6,4%. Con số này cuối cùng đã vượt qua 75% vào tháng 3 năm 2023. Và nghiên cứu cũng chỉ ra thêm rằng, mặc dù tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 đã chậm lại kể từ mùa xuân của năm 2023, nhưng nó vẫn tiếp tục gia tăng. Nghiên cứu đầy đủ đã được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada. Người Canada đang bị nghiền nát bởi một cuộc khủng hoảng nhà ở và cho thuê short term trên Airbnb có góp phần làm cuộc khủng hoảng này thêm trầm trọng hay không? Sự tăng trưởng của dịch vụ cho thuê ngắn hạn được hỗ trợ bởi các nền tảng như là Airbnb và VRPO đã có tác động đáng kể đến thị trường nhà ở của Canada. Mặc dù các hoạt động cho thuê này mang lại cho khách du lịch và chủ nhà các nguồn doanh thu bổ sung, nhưng chúng đã gây lo ngại về việc tài chính hóa nhà ở, đẩy giá thuê lên cao và giảm khả năng cung cấp các đơn vị cho thuê dài hạn. Các dịch vụ cho thuê ngắn hạn đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở, với những người chủ nhà kiếm được hàng tỷ đô la nhưng họ cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì đã góp phần làm mất đi các đơn vị nhà ở giá rẻ. Theo một nghiên cứu của Cơ quan Thống kê Canada, các dịch vụ cho thuê ngắn hạn chiếm hơn 15% doanh thu trong tiểu ngành dịch vụ lưu trú của Canada vào năm 2021, tăng từ mức 7% vào năm 2017. Sự tăng trưởng này đã góp phần tài chính hóa nhà ở, nơi nhà ở được coi là hàng hóa để đầu tư hơn là một lợi ích xã hội. Tuy nhiên, tác động chính xác của các dịch vụ cho thuê ngắn hạn đối với thị trường cho thuê là một thách thức khó xác định do thiếu dữ liệu. Trong khi Airbnb tuyên bố rằng phần lớn các chủ nhà ở Canada chỉ chia sẻ một ngôi nhà và toàn bộ các nhà cho thuê ngắn hạn chiếm chưa đến 1% tổng nguồn cung nhà ở của quốc gia, nhưng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về các nhà điều hành thương mại có nhiều nhà cho thuê ngắn hạn. Sự xuất hiện của các dịch vụ cho thuê ngắn hạn đã làm trầm trọng thêm các vấn đề về khả năng chi trả nhà ở tại các thành phố như là Montreal, Toronto và Vancouver. Khi các dịch vụ cho thuê ngắn hạn giảm khả năng cung cấp các đơn vị cho thuê dài hạn, giá thuê sẽ tăng lên và nhà ở trở nên khó tiếp cận hơn đối với nhiều người Canada. Từ năm 2011 đến năm 2021, Canada đã mất khoảng 552.600 đơn vị nhà ở cho thuê giá rẻ khiến cho các hộ gia đình có thu nhập hạn chế khó tìm được nhà ở giá rẻ hơn các thành phố trên khắp canada đang vật lộn với cách điều chỉnh tác động của các dịch vụ cho thuê ngắn hạn mặc dù dịch vụ cho thuê ngắn hạn có thể mang lại thu nhập bổ sung cho chủ sở hữu nhà nhưng chúng cũng có thể làm tăng chi phí nhà ở và góp phần vào tình trạng thiếu nhà ở nhiều biện pháp khác nhau đã được thực hiện bao gồm thuế nhà trống yêu cầu cấp phép và quy định về phân vùng chẳng hạn như ở tỉnh quebec đã đưa ra luật để trấn áp những căn nhà dịch vụ cho thuê ngắn hạn trái phép và giải quyết các mối lo ngại về an toàn sau vụ hỏa hoạn chết người trong một ngôi nhà airbnb bất hợp pháp cuộc khủng hoảng nhà ở đang diễn ra ở canada được đặc trưng bởi chi phí nhà ở cao tỷ lệ trống thấp và mất các đơn vị giá cả phải chăng nhấn mạnh sự cần thiết phải có các quy định và chính sách hiệu quả để cân bằng lợi ích của khách du lịch chủ nhà và người thuê nhà nhiều chuyên gia đề xuất sự kết hợp của các quy định chặt chẽ hơn, đăng ký quyền sở hữu có lợi và tập trung vào việc xây dựng nhà ở giá rẻ để giải quyết những thách thức này. Nội các của Thủ tướng Trudeau sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề nhà ở, kinh tế trong lần họp nội các đầu tiên kể từ khi cải tổ. Thủ tướng Justin Trudeau đang chuẩn bị cho cuộc họp nội các ở tỉnh PEI. Nơi ông sẽ triệu tập nội các mới được cải tổ của mình để giải quyết các vấn đề về khả năng chi trả, nhà ở, kinh tế, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu. Lần nghỉ retreat này sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8, trước khi nghị viện nối lại hoạt động vào giữa tháng 9. Việc tập trung vào vấn đề nhà ở và khả năng chi trả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi chính phủ của Thủ tướng Trudeau đặt mục tiêu giải quyết những thách thức do giá nhà, chi phí cho thuê nhà và lãi suất đều tăng cao hiệp hội bất động sản canada đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về giá bán nhà trung bình trên toàn quốc điều này đã thúc đẩy các cuộc thảo luận chính trị và lo ngại về khả năng tiếp cận nhà ở ngoài ra chính phủ đang chịu áp lực giải quyết các vấn đề về chăm sóc sức khỏe bao gồm thời gian chờ đợi lâu và thực hiện các biện pháp chống lại biến đổi khí hậu khi canada đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng dữ dội những vấn đề này có thể sẽ chi phối chương trình nghị sự của chính phủ trong những tháng tới khi chính phủ tìm cách giải quyết các mối quan tâm của công chúng và thực hiện các cam kết chính sách của mình. Nước tăng lực Monster bị thu hồi ở Canada. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada CFIA đã ban hành lệnh thu hồi tất cả các hương vị của nước tăng lực nhãn hiệu Monster có chứa caffeine và không có nhãn song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Việc thu hồi là do không tuân thủ các yêu cầu về hàm lượng caffeine và ghi nhãn. Cơ quan thanh tra CFIA khuyên là không nên tiêu thụ, phục vụ hoặc phân phối các sản phẩm bị thu hồi và khuyến nghị vứt bỏ chúng hoặc trả lại cho điểm mua hàng. Mặc dù chưa có báo cáo nào về bệnh tật liên quan đến việc thu hồi nước tăng lực Monster, nhưng hàm lượng caffeine cao có thể gây tác dụng phụ đối với một số người, bao gồm trẻ em, người mang thai và cho con bú, cũng như những người nhạy cảm với caffeine. Việc thu hồi này diễn ra sau các đợt thu hồi trước đó của các nhãn hiệu nước tăng lực khác vì những lý do tương tự. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, 1 đô la Canada bằng 0,7429 đô la Mỹ và bằng 0,6807 đồng euro. 1 đô la Canada thì đổi được 17.668 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ đổi được 23.792 đồng Việt Nam trong khi đó giá vàng đang chốt ở mức 1.905,63 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.566 đô la Canada. Vừa rồi là một số tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới đáng chú ý trong ngày. Kính chúc quý vị một đêm an lành và một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều năng lượng. Hoàng Anh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.